từ hy thái hậu nổi tiếng lấy lừng trong lịch sử sẽ mang theo ba đồ vật gì chùm cuối chắc chắn làm bạn bất ngờ một hộ giáp còn gọi là móng tay giả từ hy là vị thái hậu cầu kỳ và xa hoa hộ giáp của bà đương nhiên đứng đầu về chất lượng độ quý hiếm chúng được làm từ nguyên liệu đắt đỏ bậc nhất như vàng ngọc gấm thượng hạng hai gậy đuổi tà bộ sưu tập gậy đuổi tà của từ hy có đến mấy trăm loại sử dụng riêng cho từng dịp từng bộ trang phục gậy được làm từ ngọc khảm trai vàng đá quý cống phẩm ba quan phòng nghe xa lạ nhưng thực chất nó giống như cái bô hoặc bồn cầu tử cấm thành rộng lớn nhưng không có nhà vệ sinh việc giải quyết nỗi buồn gọi là quan phòng tất nhiên với từ hy thái hậu thì dù đi ẻ cũng phải nhất mực xa hoa quan phòng của bà làm từ gỗ đàn hương quý khảm vàng ngọc châu báu cung nữ ngậm nước trong miệng sau đó dùng nước này làm ấm và mềm giấy vệ sinh để bà sử dụng thật quá phô trương rồi